Xin chào tất cả các con. Hôm nay thầy sẽ trình bày cho chúng ta một cái quy tắc về dấu ngoặc vô cùng quan trọng trong phần cộng trừ các số nguyên. Đó là quy tắc thêm ngoặc. Trước đó thì chúng ta đã học về quy tắc bỏ ngoặc rồi nhé. Thì cái quy tắc thêm ngoặc này nó cũng tương tự thôi, nhưng lời lẽ thì nó sẽ khác đi một chút. Thế ta nhớ lại với nhau, quy tắc bỏ ngoặc là sao? Bỏ ngoặc là gì? Nếu mà trước dấu ngoặc ấy nó là dấu cộng, thì khi bỏ ngoặc là cứ bỏ thôi, giữ nguyên dấu của các số hạng bên trong. Nhưng nếu mà trước dấu ngoặc là dấu trừ ấy, và chúng ta muốn bỏ ngoặc ấy, thì ta phải đổi dấu của các số hạng ở bên trong, đổi dấu tất cả các số hạng bên trong nhá. Thì quy tắc thêm ngoặc nó cũng có điều tương tự, là khi mà chúng ta thêm ngoặc, khi thêm ngoặc, hay nói cách khác là bỏ số hạng vào trong ngoặc. Đấy, ta nhớ cho thầy cái từ là bỏ số hạng vào trong ngoặc. Đấy, thầy tự viết ra cái phần này để hy vọng là chúng ta có thể dễ hiểu bài hơn và ít làm sai hơn. Bỏ số hạng vào trong ngoặc nhá. Nếu trước ngoặc là dấu cộng thì chúng ta cũng giữ nguyên, dấu của các số hạng. Nó vẫn vậy thôi. Nhưng mà cái hành động là bỏ số hạng vào trong ngoặc, tức là mình thêm một cái ngoặc, thì tí nữa thầy sẽ biểu diễn cho chúng ta xem ở trên ví dụ. Thêm một cái ngoặc vào cái biểu thức bỏ số hạng vào trong ngoặc nhá. Thế còn trường hợp nếu trước ngoặc, nếu trước ngoặc là dấu trừ thì đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc. Đấy, các số hạng trong ngoặc nhá. Phải là trong ngoặc, nghe chưa? Ok, rồi. Bây giờ quan trọng nhất là chúng ta thực hành một cái ví dụ đơn giản thôi đã. Đầu tiên này, 7 trừ 3 cộng 5. Mình cứ để thuần một cái ví dụ như này thì không có ngoặc gì cả. Mình tính toán xem nó ra bao nhiêu. 7 trừ 3 thì bằng 4. 4 cộng với 5 thì bằng 9. Kết quả của mình là 9 nha. Bây giờ thầy có một cái hành động là gì? Đầu tiên thì thêm ngoặc. Tự dưng thầy lại thích thêm ngoặc vào đây. Rồi, trước ngoặc là dấu cộng. Như vậy mình giữ nguyên dấu của tất cả các số hạng. Thì ta hiểu thế nào? Thực ra là thầy phải để cái đề ở đây đã. Xong bây giờ thầy chép lại để thầy thêm ngoặc 7 trừ 3 cộng 5. Ý của thầy là muốn thêm hai cái ngoặc vào hai đầu này. Thì thêm hai ngoặc vào hai đầu. Tức là mình lấy số 7 mình vứt vào trong ngoặc. Nhưng mà trước ngoặc đang là dấu gì đây? Trước ngoặc không viết gì, tức là dấu cộng. Vậy mình vứt số 7 vào trong ngoặc thì giữ nguyên, vứt số trừ 3 vào trong ngoặc giữ nguyên, vứt số 5 vào trong ngoặc giữ nguyên dấu của nó, giữ nguyên dấu. Vậy kết quả này chẳng có gì thay đổi cả, nó vẫn là bằng 9, hiển nhiên nhá. Rồi bây giờ thầy lại làm tiếp. Bây giờ thầy có ý định là thêm cái ngoặc vào đây, vào đoạn này này. Hai cái tay của thầy là hai cái dấu đóng, mở ngoặc đóng ngoặc này nhá. Thì thầy 7 trừ 3 cộng 5, nhưng mà thầy muốn thêm ngoặc như này. Đó, thêm ngoặc như này. Thì ta thấy thế nào? Trước ngoặc này nó là dấu gì? Trước ngoặc này vẫn là dấu cộng. Mà dấu cộng thì làm gì? Vứt 7 vào, vứt trừ 3 vào, không có thay đổi gì cả nhá. Bởi vì trước ngoặc là dấu cộng thì không có thay đổi gì mà, giữ nguyên mà. Trước ngoặc mà là dấu cộng là giữ nguyên. Thế thì kết quả nó vẫn bằng 7 trừ 3 là 4, 4 cộng 5 bằng 9. Được chưa? Thế bây giờ thầy lại làm khác đi. Tay của thầy là muốn như thế này. Đây như này nhá. Thầy mô tả cái chấm chấm là ý là thầy muốn thêm cái ngoặc như này. Bây giờ thầy chép đề sang đây. 7 xong rồi thêm cái ngoặc như này à? À. Đằng trước nó lại có dấu trừ à? À. Trừ mở ngoặc
mở ngoặc, đóng đóng ngoặc, được chưa? Thế nào nhỉ? Bắt đầu nhá. Thêm ngoặc như thế này thì đằng trước nó lại có dấu trừ. Vậy là ta phải đổi dấu của các số hạng trong ngoặc. Thế lúc đầu vốn dĩ cái số 3 này nó mang dấu gì? Vốn dĩ cái số 3 này mang dấu gì? Đây là hành động bỏ số vào trong ngoặc đấy. Nó dấu 3, số 3 này nó mang dấu âm. Dấu âm mà bây giờ bỏ vào trong ngoặc. Nhưng mà đằng trước là dấu trừ. Đằng trước là dấu trừ thì làm gì? Đổi dấu. Thế đang trừ 3 thì phải đổi thành cộng 3. Thế bỏ cái số 5 này vào trong ngoặc thì nó phải thành gì? Nó phải thành trừ 5. Đổi dấu mà. Rồi, tính xem nào. 7 trừ đi mở ngoặc, 3 trừ 5 thì ra âm 2. Mà trừ trừ là cộng. Vậy là 7 cộng với 2, kết quả vẫn là 9. Đúng chưa nào? Nhá. Thế bây giờ vẫn là cái biểu thức này. Nếu 7 trừ 3 cộng 5 mà thầy muốn thêm cái ngoặc to ra tận đây này. Thầy muốn có cái ngoặc như này. Đó, như này. Thế thì lúc đó ta hiểu là trước ngoặc bây giờ là không biết gì. Cái dấu trừ nó bị chui vào trong rồi mà. Không biết gì, tức là viết dấu dấu cộng. Thì đây, 7 cộng với mở ngoặc. Đúng không nào? Thế thì khi trước ngoặc là dấu cộng thì mình nhấc các số hạng vứt vào trong ngoặc, bỏ số hạng vào trong ngoặc. Giữ nguyên. Trước ngoặc là dấu cộng thì giữ nguyên, nhấc trừ 3 vào, nhấc 5 vào. Đó. Kết quả 7 cộng với trừ 3 cộng 5 là bao nhiêu? Là 2. 7 cộng 2 vẫn bằng 9. Ok chưa nào? Rồi, bây giờ thầy cho một ví dụ dài dài hơn một chút mà thầy chưa muốn xóa bảng. 8 trừ đi 6 cộng với 3 trừ đi 7 cộng với 1. Rồi, tính nhá, tính trước đi đã xem ra bao nhiêu. 2 này cộng 3 là 5 này. 5 trừ 7 là âm 2. Âm 2 cộng 1 là kết quả ra âm 1. Rồi, đây là kết quả chính xác. Bây giờ, vẫn cái biểu thức này. Thầy muốn có một cái ngoặc ở chỗ này. 8 trừ đi, xong rồi mở ngoặc nhá, mở ngoặc, đóng ngoặc đến tận đây thì sao? Trước ngoặc là dấu trừ. Trước ngoặc là dấu trừ. Vậy bây giờ mình phải bỏ cái này vào. Bỏ vào, bỏ vào. Thế trừ 6 mà cho vào trong ngoặc, mà đằng trước lại là dấu trừ thì phải đổi dấu. Vậy trừ 6 sẽ biến thành 6, cộng 3 sẽ biến thành trừ 3, trừ 7 sẽ biến thành cộng 7, cộng 1 sẽ biến thành trừ 1. Vậy là xong. Đó, được chưa? Thế bây giờ 8 trừ đi, thầy tính trong ngoặc nhé, 6 trừ 3 là ra 3, 3 cộng với 7 là ra 10. Đúng không? 10 trừ 1 là còn mấy? 10 trừ 1 là còn 9. 8 trừ 9 thì bằng âm 1. Kết quả vẫn giống ở trên. Được chưa nào? Bọn con đã hiểu hiểu được không? Mình tùy ý thêm ngoặc. Nhưng mà khi thêm ấy thì cứ theo quy tắc. Vẫn cái ví dụ này thì thêm ngoặc chỗ khác cho chúng ta xem. Xem nó có đúng không nhá. Rồi, tiếp tục. Thì chép lại đề bài. 8 trừ 6 cộng 3 trừ 7 cộng 1. Rồi, ok. Bây giờ thầy muốn thêm ngoặc ở cái đoạn cuối cuối này thôi. Thì thầy sẽ chép là 8 trừ 6 cộng 3. Thêm ngoặc. Rồi, ta muốn thêm ngoặc thế nào? Nếu mà để đây là dấu cộng thì giữ nguyên, nhấc nó vào thôi. Trừ 7 cộng 1. Xong. Nhưng bây giờ thầy chép 8 trừ 6 cộng 3. Thầy cũng thêm ngoặc, nhưng mà cái ngoặc của thầy nó lại nằm ở đây. Tức là dấu trừ nó bị rơi ra đằng trước. Rơi ra trước ngoặc. Cái dấu trừ này nó rơi ra trước ngoặc. Bởi vì thầy đóng ngoặc ở chỗ này mà. Thì sao? Nếu dấu trừ trước ngoặc mà mình bỏ số hạng vào trong ngoặc thì mình phải đổi dấu. Trừ 7 phải biến thành cộng 7. Cộng 1 phải biến thành trừ 1. Hai cách này đều đúng nhá. Từ dòng này xuống dòng này, đúng. Từ dòng này xuống dòng này, cũng đúng. Chúng ta thích thêm ngoặc chỗ nào cũng được. Nhưng mà phải đúng quy tắc. Thầy thêm tiếp ngoặc này. Thầy viết này, 8 trừ 6. Bây giờ thầy muốn thêm ngoặc ở cái đoạn giữa này này. Đó, giữa này. Thầy viết thêm ngoặc nha. Giữa, giữa, cộng 1 giữ nguyên. Không liên quan gì cả. Thế, ở đây, cái dấu cộng này chép xuống.
Bởi vì thầy thêm ngoặc ở đoạn này mà. Dấu cộng này chép xuống. Vậy là trước ngoặc nó là dấu gì? Là dấu cộng. Dấu cộng thì giữ nguyên, 3 trừ 7. Đúng không? Vẫn đúng, ok luôn. Được chưa nào? Thế bây giờ thầy lại thêm ngoặc ở các đoạn đầu. Đây, thầy thêm ngoặc ở đây. 8 trừ... thầy muốn mở ngoặc như thế này. Đến chỗ số 3 này thôi. Đây, thêm ngoặc thế này. Nhưng mà cái dấu trừ này thì lại nhấc xuống đây. Vậy là sao? Trước ngoặc là dấu trừ. Vậy khi mình bỏ cái số trừ 6 này vào trong ngoặc, mình phải đổi nó thành cộng 6. Bỏ số 3 này vào trong ngoặc thì phải đổi thành trừ 3. Bởi vì trước là dấu trừ mà. Thế còn trừ 7 với cộng 1 thì mình giữ nguyên. Trừ 7 cộng 1. Cách này đúng luôn. Đó. Thế nếu thầy muốn thêm ngoặc ở đầu thì sao? 8 trừ 6 cộng 3 trừ 7 cộng 1. Mà thầy muốn thêm ngoặc ở đầu. Thêm ngoặc ở đầu. Đây, hai cái ngoặc đây. Thì đằng trước này nó làm gì có gì đâu. Nó là dấu cộng đúng không? Dấu cộng thì cứ thêm thôi. Chả phải làm gì cả. Lấy 8 vứt vào trong ngoặc, lấy trừ 6 vứt vào trong ngoặc, giữ nguyên dấu. Tại vì đằng trước nó là dấu cộng. Không viết gì trong trường hợp này nó là dấu cộng. Vậy thầy làm như vậy có đúng quy tắc không? Đúng. Cách này vẫn đúng luôn. Trước ngoặc là dấu cộng thì giữ nguyên. Trước ngoặc là dấu trừ thì đổi dấu. Nha. Ok.